Chắc chắn một điều là có rất nhiều anh em ở đây muốn HTBY so sánh Magic Pro Sigma 3 và Sigma 5 Plus. Và ngày hôm nay HTBY sẽ lên một video để so sánh sự khác biệt giữa Sigma và Sigma 5 Plus cho anh em. Yes. Đầu tiên là về giá thành thì tất nhiên rồi, Sigma 5 Plus sẽ có giá thành cao hơn so với Sigma 3. Tiếp theo là về khung xe thì khung của Sigma 5 Plus là khung nhôm không mối hàn, còn khung của Sigma 3 là khung thép có mối hàn. Tuy nhiên thì khung của Sigma 3 lại khung lại to bản hơn, cảm giác nó sẽ khỏe hơn so với khung của Sigma 5 Plus. Có ghế chưa? Ghế chưa? Tiếp theo nữa là một bộ phận cực kỳ quan trọng của một con figure, đó chính là càng xe. Riêng về càng xe thì Sigma 3 dù rẻ hơn nhưng càng vẫn to hơn và chắc chắn hơn so với càng của Sigma 5 Plus. Tiếp đến là đùi đĩa thì cả hai đều được trang bị đùi đĩa 46T của Magic Bros. Tuy nhiên đùi đĩa của Sigma 5 Plus sẽ dày dặn hơn, cứng cáp hơn. Và ngoài ra nữa thì Sigma 5 Plus còn được trang bị chắn xích nên anh em cảm giác là đùi đĩa nó sẽ to bản hơn, đẹp hơn và cái quan trọng nhất là sạch hơn. Và một cái hơn nữa của Sigma 5 Plus so với của Sigma 3, đó chính là Sigma 5 Plus được trang bị xích hạt đậu, còn Sigma 3 là xích thường. Tất nhiên rồi, xích hạt đậu nó sẽ đẹp hơn, bền hơn và thời trang hơn so với xích thường của Sigma 3. Còn về vành thì sao? Cả hai đều được trang bị vành nhôm hai lớp bản cao 4 phân cả trước và sau nên giống nhau. Và vừa rồi là video so sánh của HTBY giữa Magic Pro Sigma 5 Plus và Sigma 3. Anh em thích sản phẩm nào hơn thì để lại bình luận của mình bên dưới nhá. Tất nhiên cá nhân mình thì vẫn thấy Sigma 5 Plus ok hơn vì giá thành cao hơn. Anh em thích HTBY so sánh sản phẩm nào thì cứ để lại bình luận của mình bên dưới nhá. HTBY sẽ giải đáp cho anh em. HTBY chọn đúng không sai.